Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide, thì hôm nay em có về chiếc Orange Sun Moon Zenba Rose Gold. Ở đây là chiếc đồng hồ bán chạy nhất ở nhà Orange, chắc không cần phải giới thiệu nữa. Tuy nhiên thì các bác nhìn rõ này, bản Made in Japan, đây là bản Nhật nội địa nhé, bởi vì cái con này nó sẽ có hai phiên bản, bản sản xuất tại nước thứ ba và bản Nhật nội địa. Bản Nhật nội địa này thì nó sẽ có mã hiệu là RN-AK0001S, giá niêm yết là 57.000 yên. Con này niêm yết tại hãng hiện tại ở thị trường Việt Nam nó rơi vào tầm 13 triệu 5 hay là 14 triệu, em nhớ không rõ lắm. Đây. Và bình thường thì bọn em đang bán con này là 6 triệu rưỡi. Nếu mà cách đây mua khoảng cách đây khoảng độ đâu đó 3 4 tháng thì các bác phải mua con này đâu đó trên dưới 7 triệu. Bởi vì đợt đấy giá Orange nó tăng, mà đợt này Orange nó xả giá nó cực kỳ hấp dẫn luôn. Đấy, còn bình thường là bọn em bán 6 triệu rưỡi đúng không? Nói thật với các bác là nhà đang còn rất nhiều. Ngày xưa hiếm cứ tưởng là về trôi đấy, nhưng mà ôm một mớ về cuối cùng là thôi, chả ai hỏi nữa. Đấy, thôi hôm nay nhá, để cho các bác giá 5 triệu 900 ngàn. Giá tốt chưa các bác? Chắc không cần phải mặc cả đâu. Giá này chắc là tốt nhất thị trường rồi. Mới 100% full box, giá 5 triệu 900 ngàn. Orange Sun Moon Zenba Rose Gold vàng hồng. Đây các bác chú ý nhá. Giá thì thôi không cần phải giới thiệu nữa, mới thì mới 100% full bốc rồi. Bốc này là bốc Nhật các bác chú ý nhá, bốc Nhật là đi với bốc già này đấy. Còn về thông số thì thôi để em giới thiệu lại cho các bác một chút nhé. Con này thì thú thật với các bác là nếu các bác nào có cổ tay nhỏ thì đeo nó sẽ khá là to và dày, nhưng mà thiết kế của Orange Sun Moon nó là vậy, thiết kế nó sẽ hơi có cái gì đấy nó phô trương, cho nên cái việc mà đeo to một chút chấp nhận được đối với mẫu này thôi nhé. Đi theo nó sẽ là một bộ dây dập vân cá sấu, không phải là dây da cá sấu xịn đâu các bác, cho nên là nó sẽ hơi cứng, hơi cứng, hơi cứng. Với cái bộ dây này thì chắc là các bác cũng phải đeo đâu đó rơi vào tầm nửa tháng để nó mềm dần. Thì khi mà nó mềm dần thì nó ôm sát vào cổ tay hơn thì đeo nó sẽ không bị cấn cấn. Đó, hoặc là sau này nếu mà cái bộ dây này hư thì các bác lên cho nó một bộ dây da cá sấu handmade thì nó mềm mại hơn rất là nhiều. Còn hãng cho như nào ta dùng như vậy thôi nhỉ. Một chiếc khóa bướm với logo của Orange cũng được mạ PVD màu rose gold vàng hồng, mà cái lớp mạ này nó rất dày các bác nhé. Nói chung là với con Sun Moon Gen 3 này các bác không cần phải lo về vấn đề bay bay màu đâu, bay màu mạ đâu. Và rất nhiều các bác hay hỏi là mạ con này có hay bay không hay là như thế nào thì không. Xin thưa các bác là bây giờ mạ PVD nó bền, nó lành lắm. Trừ khi là các bác tiếp xúc với hóa chất ngày một thôi, chứ còn nếu mà để đeo đi làm đi chơi bình thường thì cái chuyện mà đôi chục năm là chuyện rất bình thường với một chiếc mạ bây giờ. Ngày xưa thì nó là mạ C nhưng mà bây giờ nó là mạ PVD, nó khác hẳn rồi, công nghệ mạ nó cao cấp hơn. Đấy, ngày xưa mạ C các bác cứ tưởng tượng là nó kiểu như là nó cho một miếng vào nó chét lên, sau này bong là nó bong cả miếng, còn mạ PVD là nó trải rất nhiều lớp chồng lên nhau, cho nên là bay màu nó sẽ bay từ từ. Đó, các bác chú ý nhé. Và con này mạ rất dày đấy, cực kỳ dày. Núm sẽ có logo của Orange, kính trang bị là kính sapphire nguyên khối. Con này thì sẽ hơi to và dày bởi vì thiết kế của Sun Moon thì nó sẽ hơi khoa trương một tí. Size 42 hơn này. Dày 13.7 này. Lắc to lắc con này rơi tầm 50 thì phải. 50. Đó. Cho nên là con này nếu mà anh em tay nhỏ đeo thì thú thật là các bác sẽ hơi to. Nói thật là như vậy. Ví dụ của tay em 15.7 này. Đó. Nhưng mà cái kiểu dáng con này nó là như vậy, nó phải đeo to to một tí, nghịch nghịch một tí trông nó mới oách. Đấy, kiểu như là Zigzag Mule, Seven Fan Day, Frank Muller, kiểu kiểu dạng đấy, Hublot chẳng hạn. Thường là người ta sẽ đeo hơi to một chút bởi vì cái thiết kế nó hơi khoa trương mà. Và nếu anh em cổ tay tầm 17 18 thì chắc chắn là đeo nó sẽ đẹp hơn hẳn. Đấy. Đây là cái dây nó đang cứng các bác nhá, chứ còn nếu mà cái dây nó mềm dần thì nó sẽ bo tròn theo cái đường cổ tay thì trông nó gọn mắt hơn. Chứ còn hiện tại thì dây nó hơi cứng, cho nên các bác nhìn thấy là cái dây nó cảm giác nó hơi 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 thẳng đúng không? Nó không được bo tròn ôm tay đúng không? Nhưng mà sau này thì nó bo tròn ôm tay thì nó kéo con đồng hồ xuống trông nó gọn mắt hơn rất là nhiều. Nói chung anh em nào cổ tay tầm khoảng 15 quanh 17 thì đeo sẽ là ok nhất. Còn nếu mà anh em cổ tay như em chẳng hạn 15.7 thì đeo thì phải chấp nhận là nó hơi to. Đấy, nhưng mà con này thì đeo to chấp nhận được. Kính sapphire nguyên khối này. Mặt con này thì nó sẽ có mặt màu trắng ngà kiểu dạng vintage đấy. Rồi kim lá liễu, cọc số, la mã thì đúng thật sự đây là một chiếc đồng hồ mà có kiểu dáng cực kỳ vintage rồi, cổ điển. Rồi lại còn kim dây mắt ngỗng nữa chứ, chả có gì để mà chê đúng không ạ.
Đấy, giữa cọc số chúng ta sẽ có những cái chấm chiêu phút nhỏ. Còn hệ thống mặt vân con này thì quá là đẹp luôn, không có gì để mà bàn cãi. Con này thì toàn bộ mặt số con này nó là hệ thống chi chít mặt vân. Chúng ta có vân dạng tròn này, vân guliche này, vân guliche theo kiểu dạng vỏ sò rất đẹp này. Đó, thiết kế thì mặt số trắng Nga. Cọc kim thì màu đen piano rất đẹp. Đấy, chúng ta có lịch thứ, lịch ngày và lịch sun and moon. Đấy, lịch sun and moon cũng là cái điểm mà chúng ta sẽ thấy nó làm nên thương hiệu cho chiếc Orion này, và cũng là chiếc đồng chiếc chức năng mà khiến cho anh em xuống tiền cho chiếc Orion Sun and Moon. Người ta vẫn hay nói đùa là nếu mà lược bỏ cái tính năng Sun and Moon trên chiếc đồng hồ này thì gần như chiếc đồng hồ chúng ta vô giá trị. Thì cũng đúng thật. Nói thật với các bác là nếu mà lược bỏ cái tính năng Sun and Moon này thì nó cũng không khác gì một chiếc Orion kiểu dạng đế đế thông thường. Nhưng mà nếu mà có thêm cái tính năng Sun and Moon này thì trông nó có cái nét gì đấy nó đặc biệt hơn, có điểm nhấn và đặc biệt là nó cũng đẹp hơn, đúng không ạ? À, và với cái phiên bản Nhật nội địa này nó vẫn giữ cái dòng chữ Sun and Moon nhé. Đây là một cái điểm rất là thú vị trên chiếc đồng hồ này. Rồi, con này thì chạy máy là F6B24 này. Con máy này do Seiko Epson sản xuất này. Japan này, chúng ta có 22 G-Wail, 22 chân kính, serial number. Chúng ta có chống nước 50 m, đi mưa rửa tay thoải mái, thân thép không gỉ, Epson. Made in Japan, các bác chú ý nhé, đây là bản Nhật nội địa này, sản xuất và lắp ráp tại Nhật. Bởi vì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản Japan Moment, tức là sản xuất ở nước thứ ba. Đấy, thì bản em đang cầm trên tay là bản Made in Japan, thì nó cũng có cái giá trị gì đấy nó hay hơn, đúng không ạ? Đấy, còn serial number. Các bác chú ý nha, mỗi một con sẽ có một cái số serial number riêng nhé. Cho nên nếu mà em gửi cho các bác một cái con mà không phải cái số serial number này thì các bác cũng đừng quá bất ngờ, bởi vì không thể nào nó giống nhau được. Đấy, có thể em quay một con này nhưng mà em trong kho em hiện tại đang còn khoảng mười mấy 20 con cơ, cho nên là chuyện em gửi cho các bác một cái con khác là một chuyện rất bình thường. Và cái giá giao lưu với các bác thì không cần phải mặc cả đâu, giá 5 triệu 9 thì khẳng định với các bác là cũng không ai bán nó này giá 5 triệu 9 cả. Chỉ có anh em nào ôm nhiều quá rồi chán thì thanh lý bớt thôi. Ngày xưa thì con này lúc không có hàng thì anh em hỏi rất là nhiều, đến khi có đầy kho thì không thấy ai hỏi, đúng là chán đời. Rồi, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện fake. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm, như số điện thoại, Facebook, Zalo để chuyển hàng, số tài khoản ngân hàng để các bác thuận tiện trao đổi. Đấy, các bác chú ý nhá. Tất nhiên đối với những sản phẩm giá trị cao thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này mong các bác thông cảm. Xin chào các bác.